Ơi, xin chào bà con, chào bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm video để chia sẻ cho bà con và các bạn về cách chúng ta thủy phân cái đạm cá bằng cái cá nguyên con để phối trộn và ép cám viên cho vật nuôi ăn. Đó. Thì khi mà chúng ta nhà có máy ép cám viên các bạn, chúng ta ứng dụng cái đạm cá này vào trong vật nuôi thì rất là dễ. Chúng ta cứ thủy phân nguyên con như thế này, rồi sau đó chúng ta sẽ phối trộn là tất cả các nguyên liệu cám, lúa, bắp, ngô, hạt, rau, rồi chúng ta sẽ ép thành viên để cho vật nuôi ăn. Vật nuôi chúng ta sẽ ăn mạnh hơn và nó phát triển sẽ tốt hơn. Thay vì chúng ta cứ máy xay thì chúng ta phối trộn và chúng ta ủ cho vật nuôi ăn thì nó ăn cũng rất là tốt các bạn. Cái đó thì mình những video trước mình đã chia sẻ cho bà con ứng dụng rất thành công. Rồi thì những cái video gần đây thì mình chia sẻ cho con về cách chúng ta phối trộn cái đạm cá và để ứng dụng vào trong chăn nuôi. Đó, ép viên ứng dụng vào trong chăn nuôi. Thì có một số bạn hỏi là cái cá thủy phân nguyên con có phối trộn ép cho vật nuôi ăn được không? Thì hôm nay mình sẽ làm cái video để chia sẻ cho bà con các bạn toàn bộ cái nội dung mà mình thủy phân cái đạm cá nguyên con rồi mình phối trộn ép viên. Đó. Đây là cá mình thủy phân nguyên con các bạn, này là 20 ngày rồi nè. Đó, nó phân hủy nó thành cơ chất rồi nó rụt rã thành nước hết rồi các bạn. Đó, mấy cục cục này là mấy cái bắp và bị móc mình bỏ vô mình thủy phân luôn. Đó, để nó tiêu diệt vi khuẩn có hại, tiêu diệt nó móc. Rồi bây giờ mình sẽ xúc ra và mình sẽ phối trộn cho vô cối, mình phối trộn để ép cho vật nuôi ăn. Đó, khi mà chúng ta xúc thì chúng ta khuấy lên, khuấy lên cho nó đảo đều giữa xương rồi giải rồi nước. Đó. Thì 50 kg cám thì chúng ta sẽ sử dụng là tầm khoảng 10 kg đạm cá các bạn, 10 kg đạm cá chúng ta phối trộn. Nếu mà các bạn muốn tăng cái đạm cá lên thì chúng ta bổ sung thêm những nguyên liệu gì mà nó hút ẩm, ví dụ như là cái cám dừa sẽ hút ẩm rất là tốt. Và chúng ta tăng cái đạm cá lên thì 50 kg ta sẽ tăng lên từ 15 đến 20 kg đạm cá. Đây, đây là cám này, mình đã vô cối sẵn. Kg thì chúng ta phối trộn khoảng chừng 10 11 kg đạm cá. Tùy vào đạm cá các bạn lỏng hay đặc. Đó. Thì chúng ta muốn tăng lên thì chúng ta thêm cái nguyên liệu khô cám dừa để cho hấp ẩm. Bây giờ mình sẽ bật máy lên. Phối trộn thêm các vitamin như vậy, nhớ là phải vitamin và các vitamin tăng vitamin adio rồi canxi đó, cái nguyên liệu là muối khoáng để đầy đủ cung cấp vừa đầy đủ dưỡng chất cho vật nuôi chúng ta. Thank you.
chúng ta không có máy thì chúng ta cứ phối trộn và trộn tay cũng được nha các bạn, sao cho nó đều được rồi. Đây, đây. Đó, cục thì cám, ví dụ có cục lớn quá chúng ta bóp ra các bạn. Này, mình phải trộn bắp, lúa, cám gạo với tấm, với đạm cá. Nếu có khô vào đậu nành thì chúng ta bổ sung thêm một ít. Đó, đầy đủ dưỡng chất cho vật nuôi theo từng giai đoạn, theo công thức để tạo làm công thức để ép cho đầy đủ dưỡng chất cho vật nuôi nó phát triển tốt. Cối S150 trên phòng. Cá mình đã ép các bạn để mình dự trữ cho vật nuôi ăn trong vòng khoảng từng lễ trở lại thôi. Chúng ta tại vì chúng ta ép rồi ta phơi cho nó ráo cho quản ăn từng lễ trở lại thôi, chứ không bị móc. Còn nếu ta muốn bảo quản lâu thì chúng ta phải sử dụng cái chống móc các bạn, thuốc chống móc. Do một số bạn và bà con hỏi là có bị kẹt không hay không thì đây các bạn, đây là thực tế đó. Nếu chúng ta thủy phân cá nhỏ nguyên con thì nó sẽ rụt rã hết bạn, nó còn xương không à, và xương nhỏ. Còn nếu mà cá to quá thì chúng ta trang bị một cái máy, thêm một cái máy xay để chúng ta xay xương, hoặc là chúng ta chỉ lọc cái nước thôi đó. Ta thủy phân tầm khoảng 20 ngày đến một tháng ta lọc cái nước đó, rồi chúng ta phối trộn vào cám để ta ép viên cho vật nuôi ăn. Cái này là rất là hiệu quả các bạn, vật nuôi ăn rất là mạnh và phát triển rất là tốt. Nếu mà cá địa phương chúng ta rẻ tầm khoảng là 7.000 ký trở lại là chúng ta làm được, thì rất là đơn giản thôi. Có máy phun viên thì chúng ta không cần phải là dùng cái máy xay gì hết, chỉ cần một cái máy phun viên thôi. Còn máy trộn thì bà con có điều kiện theo ta đầu tư một cái máy trộn, còn không có thì chúng ta trộn bằng tay và sau đó chúng ta sẽ cho vào máy và ta ép viên. Ép viên này thì rất là dễ rồi, không gì khó hết. Có một số bạn mua về sản được thì cứ alo mình hướng dẫn thêm đó. Thì trong video này, nếu mà các bạn nào mà ta đã có sử dụng máy công viên mà đòi nhỏ như thế này thì các bạn muốn chuyển sang máy lớn thì mình sẽ thu lại cái máy nhỏ cho bà con và các bạn. Cái máy này là S150 thì một tiếng hồ nó ép được khoảng 70 kg bạn, 7 đến 80 kg. Còn máy này là máy S160 ba ba lô thì một tiếng hồ nó ép tầm khoảng 50-60 kg mà. Thì cái S150 thì nó sẽ ra nhanh hơn, nhưng mà nó cái viên cám nó không chắc bằng cái 160. Đôi khi nó bị kẹt những cái viên cá to vậy thì nó chọt xuống thì nó sẽ ra thôi, chọt xuống thì nó sẽ ra thôi. Viên cá nào mà ví dụ to quá như này thì ta bóp ra cám nó bị to, bị đóng cục vậy thì nó sẽ bị kẹt cái ba lô. Rất là nhanh. Chúng ta có nguyên liệu gì? Lúa, bắp, hạt, tấm, cám gạo. Rồi chúng ta trộn với đạm cá, ta thêm vitamin, dưỡng chất. Nữa là chúng ta phải trộn để ta ép cho vật nuôi ăn được rồi. Cái này rất là dễ, không cần phải xay cá nữa rồi. Bỏ ăn
bò nó ăn cái cám ép chúng ta có cái bùi đầm cá này, nó ghiền các bạn, rất thích ăn, thậm chí nó còn thích ăn hơn cái cám chuyên dụng dùng cho bò nữa. Thì kết thúc video thì mình cũng xin chia sẻ lại cho bà con. Thì nếu mà chúng ta có điều kiện, nhà có mấy công viên, thì khi mà chúng ta thủy phân cái cá thì chúng ta không cần phải là sai, không cần phải sai diễn. Đó, cá nhỏ thì chúng ta xương đầu gì là chúng ta thủy phân rồi nó chúng ta trộn, chúng ta ép được hết. Còn những cá bự quá thì chúng ta đầu tư thêm một cái máy sai, hoặc là chúng ta chỉ lọc lấy cái nước thôi và lấy cái giải thôi. Chúng ta những cái xương to quá thì chúng ta bỏ lại để ta bó cây. Thì bắt buộc là khi mà chúng ta ép viên này thì vật nuôi nó sẽ ăn mạnh hơn, nó sẽ ăn mạnh hơn và nó sẽ phát triển tốt hơn, hấp thu tốt hơn khi mà chúng ta phối trộn hữu cho ăn trực tiếp. Là cực kỳ hiệu quả nha. Mình cảm thấy là mình đã phối trộn ép cho bò, cho vịt và cho heo ăn thì nó hấp thu, nó đi phân rất là tốt và nó phát triển rất là tốt, nó ăn rất là mạnh. Nếu mà các bạn nuôi heo thì phải 50 con heo thì chúng ta sử dụng đầu tư một cái viên như thế này là được rồi chúng ta nuôi. Còn nếu mà bà con các bạn mà quy mô lớn hơn 200 con thì chúng ta đầu tư cái máy cái cối lớn hơn, dù ếch 250, 270 hoặc 300 thì cái đó chúng ta sử dụng đầu nổ hoặc là điện 3 pha đó. Thì cái này mình chỉ có điện 1 pha thôi, mình sử dụng ếch 50 thôi được rồi, 3 ngày mình ép một lần thì 2 tiếng đồng hồ khoảng trăm mấy chục ký các bạn, 2 tiếng đồng hồ khoảng 150 ký rồi. Thì vật nuôi chúng ta ăn cũng được mấy ngày, nãy giờ mấy phút mà gần cả 10 ký các bạn, dùng thuốc cho bò ăn một thau nữa rồi, cục về thì vô xuống khỏe luôn rồi. Các bạn và bà con cứ an tâm mà ứng dụng. Khi phối trộn chúng ta thêm bổ sung thêm cái ngoài cái đạm cá, rồi nó bổ sung thêm cái enzyme roti và cái men gốc bột à. Còn khô quá chúng ta có nguyên liệu để hút ẩm thì chúng ta thêm cái men tỏi. Đó, thêm men tỏi thì khi chúng ta cho vật nuôi ăn thì chúng ta không cần phải phối trộn thêm. Nếu một lít men tỏi thì chúng ta phối trộn với 30 kg thức ăn. Chúng ta cho vật nuôi ăn hoặc là chúng ta ép viên. Có thể re thôi. Lúa lần, lúa lép gì chúng ta ép được hết. Đó như con, thủy phân. Chỉ dùng một cái máy thôi, không cần một máy ép thôi, không cần phải cái máy xay gì đầu tư cho tốn tiền. Và khi người ta xay cá nó rất là cực nè, cái máy mà người ta điện một pha là máy rất là yếu, xay nó có bị kẹt, rất dễ bị kẹt. Là viên cá cũng rất là đẹp nha. Này nó không chặt bằng cái máy này, nhưng mà nó ra lẹ hơn, cái này ra lẹ hơn cái 60, rất là chắc viên cá, như là cá công nghiệp chúng ta mua ngoài chợ vậy đó. Này không chắc bằng, cái này cho bò ăn thì vô địch rồi, cái này cho heo, vịt thì nó cũng xuất thoải mái luôn các bạn, vịt già thì thoải mái rồi, dê rồi nữa. Rồi video đến đây là cũng đã dài các bạn, gần 15 phút rồi thì mình xin tạm dừng ở đây. Thì nếu bà con hoặc bạn trong quá trình ứng dụng có thắc mắc gì thì cứ alo cho mình sẽ hướng dẫn thêm. Rồi xin chào các bạn.